trong thời kỳ đại chiến thế giới lần thứ hai. Không ai có thể phủ nhận tầm quan trọng của các tàu sân bay trong sự thành công của các chiến dịch hàng không. Sau khi chiến tranh kết thúc, một thế hệ tàu sân bay mới đã ra đời, với USS Midway là một trong những điển hình tiêu biểu. Tàu sân bay này đã phục vụ vô cùng tích cực trong cuộc chiến tại Việt Nam và sau đó tiếp tục trở thành một phần quan trọng của liên minh gần 30 quốc gia do Mỹ đứng đầu trong chiến tranh vùng vịnh năm 1991 với Iraq. USS Midway được coi là một tuyệt tác kỹ thuật tiên tiến trong thời hiện đại. Khi nó được đưa vào hoạt động, đã vào giai đoạn kết thúc Thế chiến thứ hai. Ngày hôm nay, hãy cùng Khám phá quân sự tìm hiểu về chiếc tàu sân bay huyền thoại này để xem nó đã từng làm được gì trong suốt cuộc đời của mình. Ý tưởng về USS Midway được đề xuất bởi Hải quân Hoa Kỳ và sau đó tốn 5 năm để thiết kế. Tuy nhiên, việc xây dựng chỉ mất 17 tháng để hoàn thành. Với sức mạnh của ít nhất 120 máy bay trên tàu, USS Midway trở thành một giấc mơ của những fan hâm mộ người Mỹ vì nó là một tàu sân bay mạnh mẽ như tàu chiến. Với sự phát triển của hàng không mẫu hạm, USS Midway đã chơi một vai trò quan trọng trong các cuộc chiến đấu. Nó được đưa vào hoạt động từ ngày 10 tháng 9 năm 1945 và trở thành tàu dẫn đầu trong lớp của nó. Do đang được xây dựng trong chiến tranh, tàu sân bay này liên tục được nâng cấp về kích thước, trang bị, vũ khí và các hệ thống hỗ trợ. USS Midway được xem là một tuyệt tác kỹ thuật vì có giá tương đương với hai tàu sân bay lớp Esser. Trong khi người Trung Quốc xây dựng Vạn Lý Trường Thành, người Ai Cập xây dựng Kim Tự Tháp, người Nhật chế tạo Yamato, USS Midway đã trở thành biểu tượng về sự phát triển của hàng không mẫu hạm và tầm quan trọng của nó trong các cuộc chiến đấu. Thực tế là giá thành của USS Midway rất đắt đỏ. Tuy nhiên, thông số kỹ thuật của nó thì rất ấn tượng. Chiều dài 968 feet, 295 mét. Sườn ngang 135 feet, khoảng 41 mét. Và tổng lượng dẫn nước trung bình là 59.901 tấn. Động cơ của Midway bao gồm 4 tuabin và 12 nồi hơi, tạo ra công suất 212.000 mã lực, cho phép tàu sân bay khổng lồ này chạy với tốc độ 33 hải lý, tương đương 61 km/h. Midway có bộ giáp hàng khủng và không có tàu sân bay Mỹ nào được bảo vệ tốt hơn nó. Sàn bay bọc thép dày 3,5 inch, khoảng 8,9 cm, và tháp điều khiển bọc thép từ 3,5 đến 6,5 inch, 8,9 đến 16,5 cm. Để cải thiện sự cân bằng của con tàu, giáp ở hai mạn tàu được thiết kế khác nhau, lần lượt là 7,6 và 7 inch, tương đương 19,3 và 17,8 cm. Nó được trang bị những khẩu súng đa năng tiên tiến nhất từng được sử dụng trên các hàng không mẫu hạm, bao gồm 18 khẩu Mark 16 cỡ nòng 5 inch, tương đương 127mm, 21 khẩu Bofors 1,57 inch, 4 nòng và 20 khẩu pháo Oerlikon 0,79 inch đồng trục. Midway có khả năng mang theo 136 máy bay, bao gồm các loại máy bay chiến đấu F-4U, máy bay chiến đấu F-6F Hellcat và máy bay ném bom bổ nhào Curtiss. Nó có khả năng di chuyển trong phạm vi 15.000 dặm, tương đương 24.000 km, và tốt hơn nhiều so với tất cả các tàu sân bay tấn công trước đó của Hải quân Hoa Kỳ. Nó là tàu sân bay đầu tiên của Mỹ có sàn bay bằng thép thay vì sàn bay bằng gỗ, giúp giảm thiểu tác động từ đạn pháo của đối phương và hỏa hoạn. Con tàu có một trung tâm kiểm soát thiệt hại, một trong những khoang quan trọng nhất nằm ở giữa thân tàu, nơi mà mọi quyết định khẩn cấp và quan trọng được đưa ra. Mặc dù USS Midway được thiết kế từ năm 1940, khi Hoa Kỳ chưa tham gia chiến tranh, nhưng nó đã được sửa đổi và hiện đại hóa liên tục trong suốt quá trình chiến đấu. Đến giữa cuộc chiến, không quân Nhật đã tiêu diệt nhiều tàu sân bay Mỹ. Tuy nhiên, USS Midway vẫn được đánh giá là một trong những tàu sân bay tốt nhất của lịch sử Hoa Kỳ. Nhiều người đã nói rằng Midway được thiết kế như một con tàu bọc thép dựa trên kinh nghiệm sau những đợt tấn công Kamikaze. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn sai lầm vì Kamikaze cơ bản được bắt đầu từ năm 1944, trong khi Midway đã thiết kế từ năm 1940.
Điều này cho thấy sự tiên tiến và đột phá trong kỹ thuật của Hải quân Hoa Kỳ trong việc xây dựng tàu sân bay. Sau khi được đưa vào hoạt động, tháng 9 năm 1945, Midway đã được huấn luyện trong 5 tháng tại vùng biển Caribbean trước khi trở thành tàu cơ sở cho sư đoàn tàu sân bay của hạm đội Đại Tây Dương Hoa Kỳ vào cuối tháng 2 năm 1946. Đó là thời điểm Midway cùng hàng ngàn thủy thủ của nó đã phục vụ trong điều kiện khắc nghiệt tại Bắc Đại Tây Dương. Để chuẩn bị cho hoạt động một tháng trên biển, cần một tuần để tải lên Midway tất cả những loại vật tư dựa vào xe kéo và cầu trục. Với dân số lên đến 4.500 người, Midway được coi là cả một thành phố nổi trên biển. Và để phục vụ cho 4.500 thủy thủ ấy, Midway cần tới 200 đầu bếp, 10 tấn thực phẩm chia thành 13.500 suất ăn mỗi ngày. Có 6 nhà hàng hoặc quán rượu trên tàu Midway và đầu bếp phải làm việc 20 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần, đảm bảo cho các thủy thủ được ăn no, uống say để có sức chiến đấu. Midway cũng có bệnh viện 18 giường, 2 bác sĩ phẫu thuật và khoảng 40 y tá. Bệnh viện có 2 phòng phẫu thuật, 1 phòng X-quang, 1 hiệu thuốc, 1 phòng chăm sóc đặc biệt và 18 giường cho bệnh nhân sau phẫu thuật. Vì vậy, thủy thủ trên tàu Midway có đầy đủ các dịch vụ y tế. Trên tàu Midway đã có rất nhiều sự cố xảy ra khi thử nghiệm trang bị máy bay phản lực đầu tiên. Vào những năm 1940, máy bay phản lực được chế tạo với rất ít kiến thức về hệ thống máy bay, vận hành của động cơ phản lực trên không và hạ cánh, đặc biệt là trên tàu sân bay. Trong khi tàu Esser bị hỏng khi chiếc máy bay phản lực đầu tiên hạ cánh và nổ tung, Midway với sàn tàu bọc thép là nền tảng thử nghiệm cho những loại máy bay phản lực đầu tiên của Hải quân Hoa Kỳ. Ngày 21 tháng 7 năm 1946, Trung úy James Davison đã thực hiện chuyến bay phản lực đầu tiên trên boong tàu Franklin Roosevelt của lớp Midway. Ông đã lái chiếc XFD-1 Phantom nguyên mẫu để thực hiện chuyến bay này. Vào tháng 9 năm 1947, Midway đã thử nghiệm một vụ phóng tên lửa đạn đạo lịch sử với sự tham gia của một nhóm các nhà thiết kế tên lửa người Mỹ do Wagner von Braun đứng đầu. Dù đã không thành công, nhưng vụ thử nghiệm này đã chứng minh được tính khả thi của các loại vũ khí tên lửa được phóng từ tàu sân bay. Để phù hợp với máy bay phản lực, Midway đã thay đổi nhiều thứ, từ khu vực hạ cánh cất cánh đến các máy phóng hiện đại. Các khẩu pháo xung quanh rìa con tàu đã được loại bỏ để giảm trọng lượng vì chúng không cần thiết. Năm 1955, người ta quyết định hiện đại hóa Midway một cách mạnh mẽ hơn nữa. Do tình hình chính trị trên thế giới và thời điểm đó đòi hỏi phải liên tục gia tăng lực lượng tấn công, Midway và nhiều tàu sân bay khác đã trở thành những nhân vật chủ chốt của cách gọi là ngoại giao hàng không mẫu hạm, bằng cách thường xuyên đến thăm những khu vực có xung đột tại thời điểm đó. Nhiều người ngạc nhiên khi biết rằng, đối với hầu hết các hàng không mẫu hạm, trung bình chúng chỉ dành khoảng 10% vòng đời để chiến đấu thực tế. Vai trò chính của chúng là răn đe. Midway đã tham chiến tại Việt Nam rất nhiều lần trong khoảng thời gian từ giữa năm 1960 đến đầu những năm 1970. Các hoạt động chiến đấu diễn ra suốt ngày đêm trên đường bay của hàng không mẫu hạm này. Midway giữ vai trò rất quan trọng trong chiến tranh Việt Nam, khi mà các máy bay của nó đã bắn hạ không ít máy bay bên phía Việt Nam ta. Nó đã hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của mình tại Việt Nam với chiến dịch giải cứu khổng lồ. Sáng sớm ngày 29 tháng 4 năm 1975, Bộ Tư lệnh Hoa Kỳ đã tổ chức một cuộc di tản khẩn cấp cho hơn 7.000 công dân Mỹ và các quốc gia khác từ Sài Gòn bị bao vây. Máy bay trực thăng đã liên tục đưa người từ mái của Đại sứ quán Mỹ hạ cánh xuống boong tàu. Người ta đã gọi đó là cuộc bỏ chạy nhục nhã và ê chề nhất trong lịch sử của nước Mỹ. Tàu sân bay Midway đóng vai trò nổi bật trong sự phát triển của vũ khí hải quân, trở thành một trong những con tàu hùng mạnh nhất của quân đội Hoa Kỳ. Midway đã đóng vai trò là nguyên mẫu cho hầu hết các tàu sân bay được người Mỹ chế tạo sau này. Năm 1991, Midway đã tham gia chiến tranh vùng vịnh và đó là nhiệm vụ chiến đấu cuối cùng của nó. USS Midway phục vụ tới 47 năm trong quân đội, thuộc loại tàu sân bay phục vụ lâu nhất trong thế kỷ 20. Trong thời gian đó, nhiều sự đổi mới đã diễn ra, bao gồm cả sân bay góc cạnh,
thử nghiệm công nghệ lái tự động mà tất cả chúng ta đều biết đến ngày nay. Đó là thứ thực sự tạo tiền đề cho các thế hệ tàu sân bay hiện đại, bắt đầu với Forrestal năm 1955. USS Midway là biểu tượng của nước Mỹ trong sự nghiệp đó. Và giờ đây, khi đã ngừng hoạt động, nó vẫn tiếp tục thu hút sự chú ý của mọi người khi trở thành tàu bảo tàng tại California. Và trên đây là tất cả nội dung trong video hôm nay. Các bạn thấy sao về câu chuyện này? Hãy để lại suy nghĩ và cảm nhận của các bạn xuống phần bình luận video. Đừng quên gợi mở những chủ đề tiếp theo mà các bạn muốn Khám Phá Quân Sự phân tích nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh. Nếu thấy hay, hãy tặng cho Khám Phá Quân Sự một like, đăng ký kênh và đừng quên bật chuông thông báo. Còn bây giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.